Hãng thông tấn Ukrainian News, Ukraine News ngày 22 tháng 8 đưa tin trong 24 giờ qua lực lượng nga không ngừng tấn công tỉnh Zaporozhye, Đông Nam Ukraine, vào kích 12 khu định cư tại đây. Hiện tại nga kiểm soát 70% khu vực Zaporozhye, Ukraine nằm giữ phần còn lại. Ông Ivan Fedorov, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Zaporozhi, cho hay quân đội Nga đã phát động tổng cộng 310 đợt tấn công vào Zaporozhi trong 24 giờ, 182 máy bay không người lái UAV với nhiều cải tiến khác nhau cùng các hệ thống phóng loạt MLRS đã được huy động. Chính quyền quân sự tỉnh Zaporozhye cho biết họ đã nhận được 71 báo cáo từ người dân về việc các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng trong khu vực bị phá hủy. Các đợt tấn công tăng cường của Nga diễn ra trong bối cảnh ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban Phòng công cộng Liên bang Nga về các vấn đề chủ quyền ngày 20 tháng 8 cho biết. Những ngày gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã bí mật chuyển thiết bị quân sự và hàng chục xe bồn chở nhiên liệu tiếp tế qua thành phố Rapodosi do Kiev kiểm soát. Phía Nga dự đoán số khí tài này có thể được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu sắp tới của quân đội Ukraine ở Zaporozhye. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Rogov cho hay, trong bốn ngày qua lực lượng ukraina đã tiến hành một cuộc chuyển quân vào ban đêm họ tắt đèn pha của một số lượng lớn xe chở nhiên liệu ít nhất là vài chục chiếc khi di chuyển qua raposi và các vùng ngoại ô thành phố này về hướng nam bên cạnh đó việc lực lượng ukraina bí mật chuyển thiết bị quân sự cũng đã được ghi nhận trong nhiều đêm gần đây cũng theo ông rogov số lượng lớn phương tiện tiếp tế đồng nghĩa với việc có một số lượng lớn trang thiết bị mà chúng cần hỗ trợ quan chức nga lưu ý đây là gì? Một nỗ lực đột phá vào Melitopol hay đột phá vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye bằng cách phá khổ chứa Kakhovka như trước đây? Ukraine chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó trên mặt trận Zaporozhye. Tờ EA A. Nga đánh giá, việc mặt trận Zaporozhye nóng lên giữa lúc Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công các tỉnh biên giới của Nga và Moscow tuyên bố tăng 50% nhịp độ tấn công miền Đông tập trung vào Torres và Pokrov là diễn tiến tương đối bất ngờ. Tờ Donbass Today nga dẫn báo cáo cho biết lực lượng Ukraine có khả năng sẽ mở một đợt tấn công tại Rapprozii trong tương lai gần. Một số kênh Telegram chiến sự của nga vào tối muộn ngày 20 tháng 8 đã đưa tin về việc Ukraine bắt đầu tấn công và lực lượng nga đột phá qua các vị trí phòng thủ của Ukraine. Mặc dù thông tin sau đó được đính chính là cuộc tập kích của Ukraina chưa thực sự bắt đầu, nhưng theo Donbass Today, với các diễn tiến hiện tại, một nguy cơ chắc chắn là Ukraina sẽ phát động tấn công trong tương lai gần. Trong các đợt tấn công mới nhất của quân đội Nga vào Raporozhye, tờ EA Daily ngày 21 tháng 8 thông báo, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Lugovskoye của tỉnh. Đáng lưu ý, do không ngờ tới cuộc tấn công của Nga vào khu vực này, lực lượng Ukraine không kịp phản ứng và buộc phải tháo chạy. Theo trang tin Ukraina.ru, Lugovskoye nằm cách malaya Tomeka, vùng do Nga kiểm soát và thường xuyên bị pháo binh Ukraina bắn phá 10 km và vùng Orekovo, nơi Kiev phát động cuộc phản công năm 2023, 17 km. Do đó, việc giành được khu định cư này sẽ cho phép quân đội Nga tiến hành hiệu quả hơn và thường xuyên hơn các hoạt động tấn công quấy rối vào doanh trại của Ukraina. Nếu tiến từ Lugovskoye về các điểm cao ở phía Bắc, lực lượng Nga có thể triển khai pháo tầm xa. Vị trí này sẽ cho phép họ nâng cao đáng kể khả năng bắn phá. Bên cạnh đó, hệ thống đường sắt gần khu định cư này là một yếu tố quan trọng bởi nào vốn đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp Ukraina duy trì hoạt động chiến đấu giữa lúc cạn kiệt nguồn lực. Cùng theo ukraina.ru, hiện tại một nhóm quân độc lập của Ukraina ở Orekhovo đã bắt đầu hoạt động. Bộ chỉ huy đang tích trữ xe bọc thép, đạn pháo và xe chở nhiên liệu, khá nhiều UAV tấn công và UAV trinh sát của lực lượng Ukraina tại khu vực này. Trước tình hình có nhiều biến động, Đài RT ngày 21 tháng 8 đưa tin, Thống đốc tỉnh Rapolosi do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky đã ký xác lệnh tái thành lập đội quân Cossack, từng là đội khiếp sợ của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Ông Balitsky thông báo qua Telegram, quân đội Cossack vốn theo truyền thống là một trong những trụ cột của nước Nga, người bảo vệ các giá trị xã hội truyền thống và là tấm gương về tinh thần phục vụ quên mình cho Tổ quốc, sẽ được tái lập tại Rapolosi. Hiện chưa rõ quy mô của đội quân này như thế nào, quá trình đăng ký gia nhập sẽ bắt đầu ngay trong năm nay. Theo Forbes, bắt đầu từ cuối tuần qua, quân đội và không quân Ukraine đã tấn công cả ba cây cầu kiên cố bắc qua sông Sêm ở tỉnh Kursk của Nga. Đây là nỗ lực nhằm cô lập 800 km vuông của vùng Kursk ở phía tây nam sông Sêm để ngăn Nga tiếp tế cho khu vực ở phía bên kia con sông. Trước nguy cơ khẩu cần bị cắt đất, các kỹ sư Nga đã huy động các đoạn cầu phao đến sông Sêm và dùng tàu thuyền để ghép các đoạn cầu lại với nhau. Tuy nhiên, Ukraine dường như đã lường trước được động thái này. Họ đã triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất để chặn đoàn xe của các kỹ sư và bắn tên lửa để phá hủy các tàu thuyền và cầu phao Nga di chuyển đến sông Sêm. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh này. Hậu quả là một vùng rộng lớn của Kursk về cơ bản bị cắt đứt khỏi nguồn tiếp tế trên bộ và quân tiếp viện. Hoạt động tiếp tế trên không quy mô lớn cũng có thể trở nên rất thách thức với Nga khi Ukraine đã chuẩn bị vũ khí để bắn hạ trực thăng của Moscow làm nhiệm vụ không vận, theo Forbes. Giới chuyên gia phương Tây dự đoán, việc quân đội Ukraine quyết tâm cô lập vùng lãnh thổ bên trái sông Sêm là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ có thể sắp mở một cuộc tấn công trên bộ và chính khu vực mà họ vừa tìm cách cắt đứt tiếp tế. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, Ukraine tấn công cây cầu đầu tiên ở Kurs tại Kruskovo. Ba ngày tiếp theo, Ukraine lại tấn công thêm hai cây cầu khác ở Zavanoje và Karis. Điều này khiến người Nga không còn cách nào dễ dàng để đưa xe và vũ khí vào khu vực phía tây nam sông Sen nữa. Vì vậy, họ triển khai các đơn vị kỹ thuật với phao và thuyền. Nga được cho đã chuẩn bị xây dựng ít nhất ba cây cầu phao để đảm bảo tiếp tế cho bờ bên kia sông. Tuy nhiên, Ukraine đã phát hiện ra điều này thông qua UAV chính sát. Ukraine đập phóng rocket M-30 hoặc M-31 từ hệ thống HIMARS vào cây cầu phao. Đây là khỏa lực có chứa đạn trùm khi chúng bắn ra hàng trăm quả bom bi cỡ lộ đạn xuống cây cầu phao. Cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào đầu tuần này khi Kiev nhằm vào các cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở phía tây khu vực hoạt động của họ tại quận Kroskovo, trung tâm chiến lược quốc phòng Ukraine CDS đưa tin theo cds quân đội ukraina đặt mục tiêu vượt mặt đối thủ cho việc triển khai lực lượng tác chiến theo hướng này việc phá hủy các cây cầu chính là mục tiêu then chốt nga không còn cách nào dễ dàng để đưa quân vào vũ khí vào khu vực Kurs bị cô lập nhưng ukraina di chuyển vào khu vực này trên đất liền từ khu vực mà Kiev đang kiểm soát ukraina đã chuẩn bị tên lửa đất đối không và ukraina để tìm cách phong tỏa không phận của nga trên khu vực Kurs bị cô lập trực thăng nga sẽ gặp thách thức khi làm nhiệm vụ tiếp tế với mối nguy hiểm tình dập trên mặt đất, theo Forbes. Trang tin Avia.pro của Nga ngày 21 tháng 8 đưa tin các lực lượng vũ trang đã sử dụng bom lượn có độ chính xác cao GBU-39B-SDB do Mỹ sản xuất tiến hành cuộc tập kích vào ngôi làng Kluskovo ở tỉnh Kursk. Vụ tấn công đã tàn phá nghiêm trọng một khu vực đông dân cư. Video do Telegram công bố cho thấy, Ukraine đã ném ít nhất 4 quả bom xuống Kruskovo. Những quả bom này có độ chính xác cao và sức công phá lớn đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng của ngôi làng, phá hủy một số tòa nhà và làm hỏng hệ thống liên lạc tại địa phương. Viện Nga cáo buộc Ukraine đã tăng cường các cuộc không kích và tỉnh cất của nước này trong thời gian gần đây, chủ yếu sử dụng vũ khí của Pháp và Mỹ. Cùng ngày, Ukraine tuyên bố đã phá hủy các cây cầu phao của Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất để bảo vệ các cứ điểm mà nước này giành được tại Kursk. Trong thông báo trên Telegram, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cho biết, cầu phao của Nga đã biến mất tại khu vực Kursk, các đơn vị của Ukraine đã phá hủy chúng một cách chính xác. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev đã giành được các vùng lãnh thổ ở khu vực Kursk với số lượng nhiều hơn so với những gì Moscow đã giành được ở Ukraine trong năm nay. Tuy vậy, phía Nga tuyên bố đã đẩy lùi được bước tiến của Ukraine. Phát biểu với truyền thông, thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Azmat của Chechnya thuộc Nga tuyên bố: "Chúng tôi đã ngăn chặn và bắt đầu đẩy lùi họ." Ông Ati Alaudinov cho rằng lực lượng Ukraina đang tập hợp lại và có thể sớm phát động một cuộc tấn công mới, nhưng vị chỉ huy này khẳng định cuối cùng quân đội Nga sẽ bao vây dồn ép lực lượng Ukraina không chỉ ở mặt trận cơ mà còn trên toàn bộ khu vực chiến dịch quân sự, đặc biệt một quan chức Mỹ nói với hãng tin ABC News rằng lực lượng Ukraine vẫn chưa thiết lập được tuyến phòng thủ khi họ tiếp tục hoạt động vào khu vực Kursk của Nga. Mặc dù điều này có thể phản ánh sự tự tin của Ukraine vào thành công tiếp theo của cuộc tấn công, một số quan chức Mỹ lo ngại rằng việc không sớm triển khai lực lượng có thể khiến quân đội nước này dễ bị tổn thương trước cuộc phản công sắp tới của Nga. Quan chức Mỹ cho biết, lúc đầu Nga không coi trọng vấn đề này lắm không thứ Ba, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết Mỹ chỉ thấy một số ít lực lượng Nga tiến về Kursk. Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện Mỹ đang chứng kiến làn sóng quân đội Nga thứ hai đáng kể đang chuẩn bị tăng cường cho khu vực, đến từ tất cả các vị trí ở Ukraine và Nga. Một số đơn vị có thể đến trong vài ngày, còn phần lớn quân tiếp viện dự kiến sẽ đến trong vòng hai tuần. Theo Mark Kansian, cựu đại tá thủy quân lục chiến và cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Ukraine tìm kiếm những lợi ích gia tăng cho khu vực mà không tăng cường khả năng phòng thủ có thể là một sự đánh đổi tốn kém. Sancian nói, họ nên vạch ra đường ranh giới phòng thủ vững chắc nhất bên trong vùng đất này và đào hào rồi cố gắng giữ vững nó. Lời khuyên này phù hợp với mục tiêu đã nêu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là tạo ra một vùng đệm bên trong đất Nga, sancian nói khi bạn tấn công bạn có xu hướng chịu nhiều thương vong hơn và sẽ ổn nếu điều đó mở ra mặt trận cho một số động thái tiếp theo nhưng có vẻ như đó không phải là những gì đang diễn ra có vẻ như họ chỉ đang lề bước về phía trước Bất chấp mối nguy hiểm do lực lượng Nga tiến vào gây ra và rủi ro so bị kéo căng quá mức, các đơn vị tiền phương bị cắt đất hoặc khiến các khu vực khác của mặt trận thiếu quân, các chuyên gia cho biết sáng kiến của Ukraine ở Kursk đã thành công trong việc buộc Nga phải đưa ra những quyết định khó khăn về cách phân bổ các nguồn lực hậu hạn của mình. Theo mọi nguồn tin, Điện Kremlin đã bất ngờ trước cuộc tấn công của Ukraine, nhưng bản thân Kiev cũng có thể bất ngờ trước những thắng lợi nhanh chóng của nước này. Mick Mulroy, cộng tác viên của ABC News, từng là sĩ quan bán quân sự của CIA và phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết. Ban đầu, mục đích của cuộc tấn công vào Kurs là nhằm phục vụ mục đích tâm lý, tương tự như cuộc không kích của Doolittle sau chân châu cảng, nhưng mục đích này đã thay đổi dựa trên thành công của cuộc không kích này lực lượng Ukraine hiện đã có mặt ở khu vực Kursk hơn 2 tuần. Ông Sancian nói, trong vài ngày tới chúng ta sẽ xem người Ukraine sẽ làm gì và liệu họ có tiếp tục chiến lược chỉ nhấm nháp này hay không, liệu họ có chuyển sang thế phòng thủ hay không, liệu họ có cố gắng thực hiện một cuộc tấn công lớn hay không. Điều mà tôi nghĩ là không có khả năng xảy ra, nhưng không phải là không thể. Gần đây, Nga đã có những bước tiến trên chiến trường Ukraine, nhưng tỉnh Kursk của nước này đã bị lực lượng Ukraine tấn công bất ngờ. Đã nửa tháng trôi qua mà người Ukraine vẫn chưa rút khỏi lãnh thổ Nga. Thông tin mới nhất từ truyền thông cho biết, Tổng thống Nga Putin đã hạ lệnh cho quân đội Nga phải tái kiểm soát Kursk trong khoảng một thời gian nhất định. Ngày 20 tháng 8, hãng thông tấn nhà nước Benta của Belarus tiết lộ rằng ông Putin đã hạ lệnh mật đánh đuổi lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk trước ngày 1 tháng 10 mà không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga ở Donbas, trước đó tổng thống Nga từng tuyên bố rằng Ukraina đã khiêu khích tại Kursk và sẽ nhận được sự phản ứng xứng đáng. Theo trang Sohu Trung Quốc, kể từ khi hàng ngàn binh sĩ Ukraine đột kích Kurs vào ngày 6 tháng 8, lực lượng này sau đó đã tiếp tục đổ vào không ngừng với tổng số quân đạt hơn 10.000 người. Đến ngày 20 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã kiểm soát 92 khu định cư và hơn 1.250 km vuông diện tích đất tại Kursk. Sohu dẫn lời các nhà phân tích cho rằng khả năng quân đội Ukraine đạt được những chiến tích như Tổng thống Zelensky công bố là do phía Ukraine cố tình phóng đại nhằm duy trì tinh thần của quân sĩ và người dân nước này, đồng thời tạo ấn tượng rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã có những bước tiến đáng kể khi đột kích lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, theo khu việc lực lượng Ukraine vẫn bám trụ chiến trường Kursk là thực tế không thể phủ nhận. Trong bối cảnh xung đột trên nhiều mặt trận giữa Nga và Ukraine, Kiev gần đây đã tập trung chủ yếu vào Kursk, thậm chí không ngần ngại rút quân từ mặt trận trong nước để duy trì sức mạnh tấn công tại Kursk. Trang Avia Pro Nga ngày 20 tháng 8 tiết lộ, tình hình tại tuyến đường ligov suzansky hướng tới Kursk rất căng thẳng vì khu vực này rất quan trọng đối với cả hai nước nên lực lượng Ukraine liên tục triển khai thêm quân mới mặc dù đã có quy mô lên tới một tiểu đoàn tại đó. Tình hình ở thị trấn sút xa thuộc tỉnh Kursk cũng vẫn căng thẳng. Sức mạnh quân sự của Ukraine tại khu vực này tiếp tục gia tăng và đã đạt quy mô ba lữ đoàn gây ra mối đe dọa lớn cho quân đội Nga. Theo hãng tin TASS Nga, vào ngày 20 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo đã thành lập ba quân đoàn mới nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các tỉnh giáp biên giới với Ukraine. Những đơn vị này sẽ được đặt tên tương ứng với tỉnh phụ trách bảo vệ là Bengorod, Bryan và Kursk. Trang Avia Pro ngày 20 tháng 8 tiết lộ một thông tin đáng chú ý rằng, trên kênh truyền hình quốc gia Nga, cựu thành viên Duma Quốc gia Hạ viện Nga Natalia Narochiskaya nói rằng cần phải có phản ứng với những gì xảy ra ở Kursk để trả đua Ukraine và đề xuất tiến hành ném bom giải thảm và lực lượng Ukraine ở vùng Kursk. Bà Narochitskaya tuyên bố, chúng ta phải bao vây đối thủ và tiêu diệt mọi thứ. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, 121.000 dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực kể từ khi giao tranh ở Kursk bắt đầu. khu nhận định, kịch bản Nga ném bom giải thảm và lực lượng Ukraine tại Kursk không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Nếu không phải vì việc Nga muốn giành tay để phản công Ukraine một cách mạnh mẽ, tại sao họ phải tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực như vậy để sơ tán dân thường? Trang Sohu đặt câu hỏi. Ngoài ra, trang Pentapost Atma.gr của Hy Lạp ngày 19 tháng 8 đưa tin, quân đội Nga đã điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-95 được mệnh danh là pháo đài bay tới Khương Cớt. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng liên tiếp khẳng định rằng sau máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã bay từ căn cứ không quân Olenia ở tỉnh Mumaz thuộc vùng Bắc Cực tới một căn cứ quân sự ở tỉnh Saratov gần biển Caspian. Theo sâu khu, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có tầm bay tối đa lên đến 10.500 km và có thể phóng tên lửa hành trình Calibre KH-101-102 với tầm bắn từ 1.600 đến 2.400 km. Nó cũng có thể mang theo nhiều loại bom, cả bom thông thường và bom hạt nhân. Mẫu anh tạc cơ này từng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Syria. Hãng thông tấn Sputnik Nga ngày 20 tháng 8 dẫn lời thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga Mikhail Seremet nói, Hướng Kurs đã trở thành một miệng núi lửa nóng và chật hẹp, quân Ukraine sẽ không có lối thoát, đây sẽ là nơi cuối cùng của họ. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 8 tuyên bố, chiến dịch tấn công lớn của Ukraine và tỉnh Kursk của Nga là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 30 tháng qua theo những điều kiện của phía Kiev. Phát biểu tại một sự kiện tại Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, chiến dịch tấn công hôm 6 tháng 8 của Ukraina nhằm vào tỉnh Kursk cũng như những biện pháp phòng thủ của Kiev tại miền đông Ukraina, nơi Nga đang tập trung để mạnh các nỗ lực tấn công, là bộ phận của con đường chấm dứt cuộc chiến theo những điều kiện mà đất nước Ukraina độc lập trong một diễn biến liên quan, chính phủ Ukraine ngày 22 tháng 8 xác nhận, đại diện của hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế trước đó cùng ngày đã tham gia một cuộc họp để tiếp nối hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức hồi tháng 6 vừa qua. Cuộc họp trên diễn ra theo hình thức trực tuyến là sự kiện đầu tiên trong hàng loạt phiên họp của nhóm chuyên viên bắt nguồn từ hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Trước đó, Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine đã diễn ra hồi trung tuần tháng 6 tại Thụy Sĩ theo đề nghị của Kiev. Ukraine hy vọng nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn một báo cáo của hãng tin điều tra VnExpress nga cho biết một đơn vị chuyên biệt mới của nga đã được triển khai đến vùng Kurs trong thành phần có cả binh sĩ từng vận hành radar cảnh báo sớm. Bộ Quốc phòng Anh nhận định điều này cho thấy khả năng quân đội nga trong tình trạng thiếu hụt nhân sự liên tục, cho nên họ phải tiếp tục phát triển các đơn vị mới và tuyển thêm binh lính để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công xuyên biên giới đầy táo bạo vào vùng Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Cho tới thời điểm hiện tại, việc Kiev tuyên bố đã giành được nhiều khu định cư tại đây. Ukraine cũng đã phá hủy ba cây cầu dân sự bắc qua sông Sen thuộc khu vực Kursk. Quân đội Nga sau đó đã bắt cầu phao qua sông để đưa hàng tiếp tế, nhưng cũng bị phía Ukraine phá hủy hôm 21 tháng 8, theo Kiev Independent. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình ở khu vực Kursk vẫn rất nóng bỏng. Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc không kích và ném 27 quả bom dẫn đường xuống Kursk ngày 21 tháng 8. Lầu Năm Góc nhận định hiện tại cả Ukraine lẫn Nga đều không đủ lực để tiến hành các cuộc tấn công lớn. Trong khi đó, trong chuyến thăm Moldova hôm 21 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công vào Kursk của Nga rất bí mật và không tham vấn Berlin. Thủ tướng Scholz nói và nhấn mạnh, Ukraine đã chuẩn bị chiến dịch quân sự ở khu vực Kursk một cách rất bí mật và không trao đổi với bên nào. Đây là chiến dịch rất hạn chế về mặt không gian và có thể là cả thời gian. Dẫn bài viết của The Economist báo Anh RT hôm 19 tháng 8 đưa tin, Tổng tư lệnh Ukraine Zinsky là người ra lệnh mở cuộc tấn công vào vùng cất của Nga trong nỗ lực cuối cùng để tránh bị cách chức. Theo The Economist, ông Zinsky đứng trước bờ vực bị sa thải chỉ vài tuần trước khi cuộc tấn công vào vùng cất diễn ra hôm 6 tháng 8. Phòng tuyến ở khu vực Donbas bao gồm Donetsk và Lugansk, có nguy cơ sụp đổ đang gây áp lực đối với Tổng tư lệnh Ukraine. Khi căng thẳng gia tăng, ông Zelensky đã nghĩ đến điều mà tờ báo Anh mô tả là canh bạc táo bạo xuất phát từ sự tuyệt vọng, tấn công vùng Kursk hoặc Bryansk thuộc lãnh thổ Nga, thậm chí tấn công cả hai khu vực cùng lúc. The Economist viết mục tiêu chính của Kiev là thu hút quân đội Nga khỏi Donbass và tạo ra những con bài để đàm phán cho bất kỳ nỗ lực đối thoại nào trong tương lai. Để đảm bảo hiệu quả của hành động, ông Zelensky giữ bí mật kế hoạch ở mức cao nhất. Tổng tư lệnh Ukraine chỉ thảo luận về kế hoạch tấn công vùng Kursk với những chỉ huy quân sự được chọn. Riêng với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Zelensky chỉ nói về kế hoạch trong những cuộc trao đổi 1-1. The Economist đưa tin điều này cũng có nghĩa là các đối tác phương Tây bị phớt lỡ. The Economist cho hay, ông Zelensky đã chỉ huy hai chiến dịch nhưng bị phương Tây phá hoại, một chiến dịch bị tiết lộ thông tin cho Nga và một chiến dịch khác bị thúc ép phải hủy bỏ. Tháng 6 năm 2023, Ukraine tổ chức phản công quy mô lớn nhưng thất bại. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó cáo buộc kế hoạch phản công đã được đặt sẵn trên bản của Moscow. Tổng tư lệnh Ukraine muốn đưa tình thế vào sự đã rồi và phương Tây không thể phản đối. The Economist bình luận về kế hoạch tấn công vùng Kursk. Hôm 14 tháng 8, người phát ngôn Nhà Trắng bà Karin Zinpia cho hay Mỹ không liên quan tới nỗ lực tấn công Kursk của Ukraine. Bà Pian nói, chúng tôi không liên quan gì đến việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Ukraine về cách tiếp cận của họ, nhưng tốt hơn là nên để họ tự lên tiếng. Tuy nhiên, trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Patrushev cho rằng Mỹ và NATO có tham gia và hậu thuẫn cho kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga của Ukraine. Trong khi giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở vùng Kursk, The Economist dẫn lời một số binh sĩ Ukraine cho hay, quân đội Nga đang kháng cự mạnh ở Kursk và tổn thất của lực lượng Kiev ngày càng tăng. Hôm 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 3.800 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kurs. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, đối phương tổn thất lên tới hơn 3.800 quân, 54 xe tăng, 26 xe chiến đấu bộ binh, 48 xe bọc thép chở quân của đối phương bị phá hủy.